rồi. Chưa thấy rồi mà. Vô lại mấy chứ ơi, tự nhiên nó bị văng ra mất tiêu rồi. Tự nhiên nó bị văng ra mất tiêu rồi, em lên xét mấy chị. Chia sẻ lại giùm em đi, trời đất ơi. 100 view thì em bán đồng giá 85 ngàn nha. Còn dưới 100 view là chứ hôm bữa em bán 95 ngàn nha. Dưới 100 view là em bán 95 ngàn. Mấy chị chia sẻ giùm em đi, chờ chị Vĩnh khác nha. Đây, bắt đầu hôm nay em ra xích lẻ. Cái này là một cái thun Quảng Châu mặc bên trong đầm nha. Xách đầm xách quần diện tí nữa, bóc tới cái nào like cái đó chứ giờ cũng không biết nó là cái nào luôn. Cứ trên 100 view thì bán 85 ngàn đồng giá, dưới 100 view bán 95 ngàn nha mọi người, cứ việc chia sẻ nha. Đây là cái xách đầm, ai lấy thì comment dùm em là ren nha. Ren 95k, ren 95k nha. Mua hả? Dạ đúng rồi, mua chắc nó bị eo á. Rồi đây là một cái xách đầm nha, lấy thì comment dùm em. Lấy thì comment dùm em là ren nha. View mọi người ơi, chia sẻ lên view đi, em like xét mà có mười mấy view gì em like không có được, tại vì nha nó sẽ bị tồn hàng rất là nhiều á. Có mười mấy view rồi, bây giờ mọi người chia sẻ đi, em tặng cái này cho ai chia sẻ nhiều nhất, em tặng cái đầm da body này nha, dành cho mấy chế nào chia sẻ nhiều nhất tặng cái đầm da body nha. Nó lên like thì nó nhăn, tại vì em để trong bọc á mới lấy ra. Mấy chị nào mà thích đầu da body mà lùn lùn cỡ khoảng 1m50 á thì bận cái này là cực kỳ đẹp luôn, như kéo hoàng sao rất là xịn luôn ha. Tặng cái này là tặng nha, không bán. Ai chia sẻ cho em nhiều nhất ghi giùm em số lượt chia sẻ, ghi giùm em số lượt chia sẻ bao nhiêu nhóm để em tặng cái đầm len này, ý lộn, em tặng cái đầm da đen này ở trên là khối ren nha, tặng ngay tức khắc luôn. Chia sẻ giúp em đi, chứ số view này bán xét không có được mấy chị ơi, tại vì xét nó xét lẻ nên nó bị rớt size, nó bị rớt mẫu nhiều lắm. Rồi chia sẻ nhớ ghi giùm em nhiêu nhóm nha, nhớ ghi giùm em nhiêu nhóm đi, tặng em biết em tặng luôn cái đầm da này, ai có đơn em đi hàng luôn. Cái đầm da này có khoảng 1m50 bận rất là đẹp nha, 1m50 ôm m50 có khoảng 50 1m50 thì có khoảng 42-43kg hay 45kg gì đó, bận rất là đẹp ha. Chia sẻ đi, tặng cho lên 50 view em bán set mới được, còn dưới 50 view em không có bán set được đâu. Bữa nay ra giờ này ít một câu chị Ngọc ha. Rồi thấy chị Ngọc Huỳnh này chia sẻ 10 nhóm nè, chia sẻ 10 nhóm 3 lần trên trang cá nhân nè. Lên view đi em mới bắt đầu bán xét được mấy chị ơi. Còn không thì em bán mấy cái áo. À đây nè, còn mấy cái áo len này nha. Còn mấy cái áo len rách này ai nhanh tay thì lụm ngay nha. Hôm bữa có mấy bé kia hỏi mà không có bán, bây giờ bán luôn nha. 45 ngàn, lấy thì comment giùm em là len rách 45 ngàn, nó là len rách nha, lấy về rồi đừng có nói tại sao nó rách quá mà gửi trả lại nha mấy chị, len rách 45k nha. Có pin không, pin nó nằm ở ngoài hay sao lấy thì đi ăn á, chị hỏi mẹ em không nhớ đâu. Rồi nha, ai lấy cái này comment giùm em là len rách đi, 45k, len rách 45k, nó làm rách rất là bụi nha, mặt bụi lắm, ở ngoài sau lưng có xẻ tà nè, len rách có xẻ tà ngoài sau lưng nè mấy chị ha. Dễ thương lắm, cái cổ làm khối rách hình trái tim rồi sao á, ai lấy thì comment giùm em là rách. Ui da, rách trắng 45k nha. Còn mấy cái rách này bán luôn nè, đây là dây nha, vàng nha, lấy thì comment giùm em vàng 45k luôn nha. Vàng 45k với một cái đỏ nó là hết. Hôm bữa mấy chị kia hỏi nhiều quá trời luôn, mà nó bị sót ở trong bao luôn, không có thấy. Bây giờ mới thấy nè, đỏ nha, 45k. Rồi lấy thì comment giùm em màu. Nó bị chết cái view, nhiều view rồi chị. Mười mấy nè. Không thấy được cái view. Đây giờ này chắc người ta đi ngủ hết sao. Rồi nha, 45k. Trời ơi, bị tổn luôn rồi. Hai đi mà không
có người cầu biên không? Em còn chuột mới á. Đây là một cái set hồng nha. Set hồng này 95.000 nè. Cái này là cái áo mặc ở trong nha mấy chị. Yếm nha, cái này là set yếm đây. Set yếm này là to à. Set yếm này là size size XL nha, size L XL nha, set yếm này size L hoặc XL. Nút bên hông đây nè, ai ai L XL lấy chụp cái set này, cô thấy cô thân em nó bằng vừa cho nhà ha. Đây là cái túi đựng cái khóa móc xếp nha mấy chị. Ai lấy thì comment giùm em là set yếm yếm hồng nha. Yếm hồng này là size L hoặc là XL nha, dành cho mấy chị nào mà 58 60 kg trở lên. Mặc rất là đẹp. Lên view em mới like xếp được, còn không là em bị rớt đồ mấy chị ơi, nên em không có like xếp được. Nếu mà dưới cái số view này là em không thể nào like xếp được. Có khi nào phải tắt rồi máy không ta? Không biết nữa. Chị lắp nó vô đúng rồi mà. Ai đang xem cho xịn chấm đi chứ ơi. Số view này làm sao mà like được. Với cái số view này set yếm là size L hoặc XL nha chị Phúc xin ơi. Cỡ khoảng 58 kg trở lên là bạn vừa, 58 cho tới 60 65 kg nha. Rồi em còn cái đầm len body này nè. Cái đầm len body ai lấy thì comment giùm em là len body nha. Đây. 89k nha, cái đầm này là đầm len body nha, 89k. Cỡ khoảng 54 55 kg trở xuống mặt đẹp. Đầm len đỏ nha, lấy thì comment giùm em là len body nha. Trời ơi mấy cái thằng bột bị bom về nè, két ghê luôn. Dầm giật nhau. Được rồi đấy. 44kg là rộng lắm nha Phúc Sinh ơi. Được không chị? Được. Trời ơi bữa nay sửa luôn gấp tết. 44kg là rộng lắm em ơi. Rồi một cái đầm đỏ đó với một cái đầm trắng đen là 89k nha. Đầm này 44kg vẫn được nè ha. 44kg thì cái đầm này vẫn được, tại vì nó là len nên nó co giãn nha. Kim Hoa len 120k hả chị? Len 120k chắc bữa nay em không có like chị thôi. Len 120k em còn rất là nhiều mẫu, còn có khoảng trời ơi kinh khủng luôn, trên gái còn rất là nhiều nha. Nhưng mà bữa nay em không có like được, thì soạn hàng ra hôm nay là định like set. Nhưng mà không có lên view nên giờ cũng chán like luôn. Buồn muốn chết. Có chuyện buồn mà cũng gặp cái này cũng buồn luôn. Rồi nha, ai lấy cái đầm len, đầm len này trắng đen comment giùm em trắng đen nha. Trắng đen này là đầm xòe. Đầm xòe này nè, cái eo nó co giãn lên từ 40 mấy ký cho tới 55 ký trở lại bằng đẹp nè. Em cũng muốn like độ đầm một len 120k á chị. Độ len 120k nó đây nè, len 120k còn có cái đầm suông này nè. Thật sự len 120k like là nó mê luôn, thì cầm tới cái nào là mê cái đó. Cái này 120k nha. Đầm suông này nè. Trời form rất là đẹp luôn á. Rồi ai lấy cái này comment giùm hồng nha. Lên màu thì nó hơi sạm chứ ngoài nó là màu hồng. Chứ like nó phối cực kỳ đẹp luôn. Em bị nếu mà view có mười mấy người thì chắc ổn quá. Ừ. Thấm điện gì ta? Gì chị? Cắm điện cho chị hả? Ừ. Đang ấy mà điện tắt luôn. Từ sáng tôi gọi của bà đi. Mười mấy cuộn luôn hả? Có một cuộn còn mới điện rồi. Ổn nữa hả? Tao gắn cái túi. Đây em gắn nè. Mấy chị ơi chia sẻ cho lên view đi chứ. Ôi mấy gáo len. Em mê mấy gáo len 120.000 lắm rồi sao giờ sao bán. Gì hả? Có nhớ cái rèn của chị ơi, cái này bị tổn rồi. Đầu óc, đầu dữ óc. Có ai muốn xem xét thì xem gì kêu like cái đó này. Giờ em cũng biết like gì luôn. Giờ chả biết like cái gì. Ê, có cái áo sọc này đẹp quá luôn. Còn
còn trong 20k nhiều lắm. Gấu sọc này là phân to, phân gấp tốt nha. Ai có khoảng 58kg trở lên thì lấy gấu sọc này nha. Theo cho mấy cháu này luôn nha. 60k, ai lấy thì comment giùm em 60kg luôn. 60k, 60kg luôn, đó là phân gấp tốt nha. Nói chứ 55kg muốn bận rộng hơn gấp tốt bận cũng được nha. 60.000, sale luôn. Tay này là tay le. View này á, view có mười mấy view này là biến bán xét lắm mấy chị ơi. Tại vì bán xét á, phải từ giá lên 100 view bán nó mới không có bị tồn xét, còn không nó tồn xét kinh khủng lắm mấy chị. Rồi cái áo này 60k nha, hôm bữa trước bán nhiều. Bữa trước bán 95.000, lại cuộc đời. Sale luôn nè, 70.000 luôn nè. Hàng cực kỳ đẹp luôn. Giả len này nhận 16 trả lại cho em nha. Cái này là mặn vô phong cổ nè. Đầm len cọc tay nãy bao nhiêu em? Dạ đầm len nào ta? Đầm len đỏ hả chị? Đầm len đỏ 89k nha. Ủa trăm luôn đặt cái gì? 105 đặt một cái áo len. Một cái áo là em không có ship nha chị. 105 ơi, có nghe điện thoại nhân viên em gọi không? Nếu mà bên em có gọi điện thoại mà chị có nghe là em chốt đơn em ship đi rồi. Còn không, một cái là em muốn ship nha. Tại một cái gì nhận á mấy chị ơi, mấy chị nói tiền phí đắt xong cái gì hoàn hàng về á, em bị rất là nhiều lần mà không có gọi. Bên nhân viên em có gọi cho chị thì có chốt thì có mới đi đơn nha chị 105 ơi. Thông cảm cho em nha. Phương Trương lấy cái trắng nha bạn. Trắng nào ta? Cái trắng này đúng không? Cái trắng này đúng không? Trắng này 70k nè. Đẹp lắm, cái này là form to nha mấy chị. Cái này là form, trời ơi giải len nó mịn cực kỳ luôn ha. Đẹp quá. Rồi ai lấy cái trắng comment giùm em là trắng chữ đi cho nó rõ tút chút nha, trắng chữ nha. Cái chữ này mặc giống như cái choker vậy. Đây đây, nó ôm vô cổ mấy mọi người gì đây ha. Cổ này là cổ tim luôn. Cổ này là cổ tim luôn, 70k. Em thề với mấy chị luôn, cái len này mà về mấy chị nhận 70k mấy chị tin chết liền. Bán 70k là dạ ok nha Phương Chu. Mọi người ơi, mua đơn hàng dưới 100k vui lòng mua giùm em hai cái đi em mới đi hàng được. Còn không á, mua một cái là em không có đi hàng được đâu nha. Tại vì bán quá rẻ rồi. Đi hàng, hàng đi hàng về một tiền ship là em lỗ, là em bị lỗ thật ra luôn á. Chào em Xuân Mùa Xuân nha con. Rồi nha, trắng trắng chữ em còn nha, chữ trên cổ em còn nha. Cái này nhiêu tiền nha? 70.000. Màu trắng này 70k nha. Có chốt đơn rồi hả? Có chốt đơn rồi nhưng chưa nhận được. Có chốt đơn rồi, chốt nếu mà chốt đơn rồi là bên em gửi rồi đó chị ơi. Không có dụ một tuần đâu, tại vì bên em đi bên giao hàng tiết kiệm. Từ đây mà em đi Hà Nội có 3 ngày tới, thấy số điện thoại của Phương Trương nè. Từ đây em gửi hàng đi Hà Nội chỉ có 3 ngày là tới rồi đó chị. Nên không có chuyện một tuần lễ đâu nha chị 105. Để em kiểm tra lại đơn của chị nha. Rồi, em còn một cái màu trắng nha. Ai lấy thì comment giùm em là trắng, trắng chữ nha. Rồi, lâu chữ nữa nè. Cái này á, cái này hôm bữa bán 99.000 á mấy chị. 89-89.000, bữa nay sale 70.000 luôn. Ai có mặt thì lụm nhanh nha. Form này là form to nè. Nhưng mà giải len rất là mịn. Đây, rồi, thấy chưa. Đó, bạn vô cái chữ nó sẽ nằm như vậy. Cổ là cổ tim nha. Tiếp tục một cái màu nâu nè. Tay nè. Tay này là tới chỏ nha, tới chỏ, màu nâu. Form này có khoảng, form này là 60kg mấy chị bạn vô tư luôn nè. Tại vì cái len này là len, nó giống như len Monterey vậy đó. Rất là co giãn. Màu này là màu nâu nha. Màu này là màu nâu. Có màu trắng này, màu nâu này. Mấy chế ơi, hôm nay định like set, set mới về. À, chào chị Mỹ Thu nè. Hôm nay định like set, set mới về rất là nhiều. Nhưng mà view này em không có like set được. Nên thông cảm cho em bắt đầu láo lên lại. Chứ cái số view này em like set là em bị tồn hàng rất là nhiều. Mấy chị mặc bao nhiêu cái váy, mặc bao nhiêu ký vừa hả? Cái váy này là có khoảng 57kg bằng vừa nha bạn Lo Hành. Ý 55-56kg đi cho nó chắc, 57kg rồi đó. Thời với mấy chị luôn, cháu này trong shop em bán 135.000 còn mặc nha. Bây giờ đem ra sale luôn nè. 80.000, ai lấy thì comment giùm em là sọc 80 nha. Sọc 80 nó là phong gấp tốt nha. Sọc 80 gấp tốt bo eo. Cái form này là có khoảng 58-62kg bằng đẹp nè. Từ 58 cho đến 62kg. Trên dưới chút xíu cũng được nha.
mấy chị bạn dễ thương lắm. Rồi sọc nha, 80k. Cái này là cái gì đây? Lấy ra sale hàng hết cho mấy chị luôn nè. Trời ơi, đây là cái váy len body nha. Nãy ai hỏi không thấy nha, bây giờ xuất hiện cái váy len body. Lấy thì comment giùm em là body nha, váy body nha. Cái váy này như ký bằng dừa. Đây cái váy này có khoảng 54kg trở xuống bằng đẹp nè. 54kg. Xong. Giảm chị. 54kg nó là body nha. Lấy thì comment giùm em là đen nha. Đen 89k. Váy len là 89k, váy len chỗ shop em bán đồng giá 89k. Nhập bao nhiêu không biết, cứ bán giá đó thôi, 89k. 89k lỗ đó không? Tại cuộc view không lên view nổi, cuộc view không có bán sát được luôn. Váy len 89.000 nè. Ê, còn cái này nè. Chị Kim Thoa còn không? Dạ chị, em muốn lên set lắm chị ơi, nhưng mà view này em muốn lên set được chị Mỹ Thu ơi. Hai mấy view em lên set là em tồn chết luôn á chị ơi, nó thành hàng cũ chết luôn. Đây là cái len 120k nha. Hồi nãy có chị nào hỏi sẵn nó nằm dưới đây thôi, em bung lụa luôn. Làm biến leo gác lấy lắm. Đây, ai lấy len 120 comment giùm em 120 nha. Rất là đẹp nha mấy chị, cực xịn luôn nha. Trời giờ bắt có len. Khổ quá, ai lấy 120k thì bây giờ 120 nha, 120 nâu nha. Em cũng muốn lên set lắm kìa chị ơi, một đống set mới về kìa. Giờ đúng không? Đi. Dạ, phát nó bị gián đoạn gì kìa. Thôi, cái chị nó văng ra luôn. Đi hả? Em vẫn còn nè. Mạng. Lên được 50 view em mới bắt đầu chuyển sang bán set được mới chứ, thông cảm cho em đi. Rồi sale cao đen này sale 59k luôn, ai lấy thì comment giùm em đen 59 nha. Đen 59. Trời ơi. Đen này làm đen Montagi mà tay dài nữa nha ha. Cỡ khoảng 54 cái cho số bằng vô tư. Đen 59k. Em lên set, em dơ mấy set rồi. Xong rồi em dẹp vô đó chị Mỹ Thu ơi. Em dơ hết mấy set rồi giờ em dẹp vô. Chào xó hết nha. Giờ xét em vô cái nào mọi người lụm em cái đó nha. Lại xét vừa cực nữa mà nên ít người xem nữa là em phải ship vô lại nữa đó. Dạ, rồi bây giờ một cái xét này nha, 95k cũng như mọi khi nha. Dưới 100 view là 95k, còn trên 100 view là 85k đồng giá nha. Đây là một cái set ren trắng ren nha. Rồi, thấy chưa? Đẹp ghê chưa? Ai lấy thì comment giùm em là set đen nha, ren đen đi, ren đen đi. Cái ren cái đầm này giống như là baby doll vậy đó. Cổ phó ren rất là đẹp nè. Cái này đừng có lo bao nhiêu ký vừa vậy trơn mấy chị ơi, nó giống như là dạng chữ A baby doll rồi. Ở trên cổ của nó làm rất là đẹp nè. Đó, ha. Set đen nha. Trắng đen. Cái này có khoảng 56-57kg gì vừa hết nè. Ở dạng form của em trở lên cho tới 55-56kg gì trở xuống vừa hết. Ren trắng đen ha. Thời mang dùm em là ren đen đi nha. Xếp 95k. Vậy gì chắc mấy giờ nha? 4:30. Ai ở ngoài miền ngoài hả lấy cái này nha, tại vì ở trong nó có lót nỉ nha mấy chị. Ở ngoài miền ngoài hả lấy nha, ở trong nó có lót nỉ nên là một set thể thao nè. Set thể thao nha, mặc ấm nha, set này set ấm nha, 95k luôn nha. Đó. Đây ha. Bạn chung với một cái áo thun có tay trong nha mấy chị. Áo thun gì cũng được nha. Bạn để giữ ấm. Đây là một cái set. Trời ơi, ở trong nó lót. Cái này là size chắc size L á, size L nha mấy chị. 95k nha. Hết lên nhạc nổi luôn. Sao nó quay không?
mấy giờ ra? 4:30 hả? Ừ. Chủ nhật người ta đi ăn quán chứ không ai ăn ở nhà đâu mà làm cơm chiều. Chủ nhật người ta đi ăn nhà hàng hết rồi. Lụa mấy cái làm đẹp đẹp á. Mọi người không mơ hả? Tiếp tục hai mấy view em mệt nha, em mệt với hơn sai em like nha, hai mấy view like chán quá. Ý cái này cái gì đẹp cái gì trời. Ô cái này là một cái set nhưng mà nó nhỏ nha, cái này là size S thôi nha, size S nha mấy chị, có khoảng 45kg trở xuống nha. Nó là size S nha. Rồi một size S đây, đây là một cái quần ống rộng nha. Quần này không phải ống rộng đâu, quần này là ống loe luôn đó. Mặc dù lưng nó có dây thun, có dây kéo luôn. Giải này em bao đẹp cho mấy chị xem, này là size S nha. Rồi canh size giùm em, size này là size S. Rồi ai lấy thì comment giùm em là bộ S đi ha, bộ S đi. Cái áo giải rất là đẹp, đúng là một cái áo hàng Quảng Châu luôn á. Để tìm mua đồ à. Trời ơi, chị ơi. Chị ơi, em là mỏ than Quảng Ninh, ở sau lưng nó có dây kéo rất là đẹp như vậy. Ai lấy thì comment giùm em là set nha, set S nha, size này là size S nè, có khoảng 45kg trở xuống thôi. Đó, kim là set mà ít người quá không có mua được đâu mấy chị ơi. Tại nhiều nhiều người đi em phải like set ha. Chắc giờ em ọp ở đây nha mấy chị. Ôi, có 16 view vậy. Sao ra? Có mười mấy view. Em hai mấy. Em bị tụt. Em chán quá, chán đời quá. Đập đầu tự tử nè rồi. Trời, cái máy giờ nó lên rồi. Nó chán đời mà còn gặp cái cảnh like không có ai xem nữa. Trời ơi, xách quần không mà xách quần rất là đẹp luôn mà gì còn sao like trời. Tôm dẹp luôn mấy chị ơi. Này size M á, size M hoặc size S nha, size M hoặc size S nha. Rồi ai lấy thì comment giùm em là xếp bộ đi, bộ đi, bộ tay dài đi, hồi nãy là bộ tay ngắn rồi, cái quần của nó đây. Trời ơi, trời ơi, cũng đẹp. Quần này là quần ống đứng nha mấy chị, em bận vừa hay không? Được. Rồi, nhờ qua doanh nhân ăn cơm đi. Trời là thôi em ở đây nha mấy chị, view này like ngán ngán cuộc đời quá. Em ở đây nha, rồi hôm sau tối em không like được đâu, để hôm sau đi, ngày mai em like đi, ngày mai thứ hai, ngày mai thứ hai em like xét nha. Chị Mỹ Thu ngày mai đón xem, chị Mỹ Thu like xét mà chị không coi là em giận luôn nha chị. Vậy em ở đây đi, hôm sau em like xét đi mấy chị ơi, hôm sau like xét cho nó vui ha. Chưa có xét thời gian. Buôn bán chị mà nản ghê rứa. 43kg cao 1m44, 43kg cao 1m44, bận đẹp nha, bận đẹp nha, xấu hết. Size S hồi nãy em, cái tay ngắn đó là vừa đó, tay ngắn đó là vừa với em hơn á, 43kg mấy 44, cái tay ngắn hồi nãy nó vừa hơn cái này. Lấy thì comment cho em lẹ nha, em ọp ở đây nha, hẹn với chị là tối thứ hai 7 giờ nha, tối thứ hai 7 giờ nha. Like set thôi, ngày mai chắc like set thôi, ngày mai không có like đậm, like đớt gì trơn, set thôi, mai like 100 set một đêm, rồi xong, chào mấy chết.